Hello, em xin chào tất cả cô dì, chú bác, anh chị, bạn bè trong và ngoài nước. Hôm nay là ngày 23 tháng 5. Buổi sáng thì đi để bầu cử hết rồi, buổi chiều thì ôi, em nó vừa bốc á. Phần các thứ nhiều thế. Ôi, nó bốc một nhà phân. Sáng nay đi bầu cử thì buổi chiều em nó lại đi cắt lúa. Có đám lúa hôm qua cắt, buổi tối hôm qua thì lại không, máy không đến nên là hôm nay em lại phải ra trông hàng. Lúc này thì đông khách. Bây giờ em ra trông hàng bây giờ. Đây là hàng nhà em út, nhà em. Nó bán chuyên về thức ăn gia súc và nói chung là bán tất cả, nhưng mà nhiều là thức ăn gia súc và cái gì nhỉ? Phân bón, giống cây trồng, giống lúa các thứ và đồ điện nước. Tất cả những đồ điện nước ở đây đang mùa nên lúa giống để tràn lan này ạ. Rất là nhiều. Đây, lúa lúa giống. Đây, các cái đồ điện nước các thứ hầu như không còn cả nơi để mà. Đây là có họ đang gặt gặt, nhưng mà gặt đến đâu thì lại gặt mạ đến đấy. Mạ và người ta sẽ làm có nhà thì gieo thẳng. Có nhà thì vãi luôn, có nhà thì ố mới mua tủ à bé. Bé ơi, nhà con mới mua tủ à? Tủ hôm nào? Tủ gì? Tủ đi này. Thì là à, mua lâu rồi. Mua bữa nào? Mua từ cái bữa bán cái tủ mua về cái lâu rồi. Từng Cái tuần nâng rồi. cái đi lên bên bằng cái này lên được. Này. Có cái gì đó. Bán cho bác một cái kem này coi. mở đi bác lấy một cái. Để cái túi tiền của kia đứa nào cho nó đem nó ô nó chạy. Rồi, đưa ấy đây. Hai cái gì? Mẹ ăn không? Thìa. Mang cái thìa. Lấy bác cái thìa. Ồ, đây bột lợn này. Lấy thìa đâu? Thìa đâu? Còn ở đâu? Kem ly sọt ở đâu? Bán kem này phải có thìa chứ lẻ. Sao lại cứ đập bật điện ở trong nhà tắm nhỉ? Đây ạ, đây là ui, nói chung là đồ đạc bóng điện, bóng đụng dây điện rồi nồi niêu xoong chảo rồi đồ gia vị các thứ là hầu như là hàng hạn, mà các hàng tạp hóa hầu như cái gì cũng có hết ạ. Giày dép tất tụng, áo mưa rồi giày dép chiếu chúng, ôi đầy đủ hết luôn. Nước ngọt các thứ. Đây là nhà em út, nhà em. Tất cả các cái đồ làm gì đây, nhà làm cửa khóa sắt rồi chốt chựng các thứ lung tung, dao nhợ đồ xây đồ ấy, ống lắp các thứ, dây điện, bóng điện, dao kéo. Hôm nay em buổi chiều nay lại bây giờ lại rảnh rỗi nên em đi quảng cáo. Đây là bột cho bột chăn nuôi cho gà cho lợn ạ. Gà cho lợn. Ôi giời ơi, chuối. Đây là chuối của nhà em đấy. Bố mẹ mang ra bán hôm qua.
Mai kia em sẽ lấy một chút đồ nó giày dép các thứ nữa, em sẽ lấy về trên Thì Huyên. Không là cháu đi cắt lúa. Ngô á. Đến cháu quay nào. Mà đến cháu quay. Trang ơi. Trang. Trang ơi. Nhà ta có ngô không nhở? Chạy ra đây bác hỏi này. Cả một kho nên cháu cũng chẳng biết là để em hỏi. Nhà ta có ngô không? Ngô cho gà ấy. À cái ngô đấy là ngô của khách đấy ạ. Ôi chị. Cái chưa xay là của nhà anh ba. Cháu không biết. Hay là tôi mới hỏi. Không biết hay là mình không dặn ở bên đứa. Tối nhà anh đang đi xay lúa. Nên mùa nên là em nó dặn chỉ bán lúa giống với các cái thứ trong này thôi, còn cái kho bên kia là ngô chăn nuôi các thứ lung tung nó không dặn, em cũng chẳng biết. Ở đây bán hàng ở rõ đông người. Ừ. Chổi chi cháu? Quét cái chi á? Có chứ, trong nhà chứ, cái chổi đốt á. Có. Trang ơi, có chổi đốt phải không Trang? Có mà. Có chổi đốt đúng không? Mấy một cái chổi đốt đây? Ờ, để gọi điện coi đã.